mọi người nha. Nó đang hơi lag ấy. Em hai đứa có. Má tim gì đáng sợ này. Tim bên em ba đứa có chuẩn bị ở học hai đứa có. Cố gắng thoát hòa cho chị nha. Không chị okay. Chị không gánh được đâu. Chị dạo này non tay lắm rồi. Thôi cái chết thôi. Sao mic của em đấy nó cứ bé bé ta? Ôi em muốn bị bé em muốn biết. À, em nói như thế được này, nãy em nói hơi bé. Hunter ở nhà gỗ nha. Kê chị. Rồi. Đỡ ghê. Biết ngay là ở đây có người mà. Nấp nấp nữa. Con gì vậy? Joseph này ơi. Joseph à? Joseph thì hơi lâu ấy. Joseph. Team này không hai máy. Ồ, vẫn thấy hả? Mình nấp như thế mà vẫn thấy thôi. Thôi điện thoại chị hết pin rồi. Cứ quán nữa đi nào. Ép bạn ấy mất cú rồi mới dí được bạn này. Không là vẫn còn cú. Làm sao mà chạy được, dấu chân còn nguyên nè. Ủa đâu rồi? Máy rửa map của tên Chi, máy cổng trước của lính thuê. Đang hưu nhau bên đấy. Đứa nào ít máu thì mình bắt thôi. Rồi double down luôn. Bé gái giải mái nhà gỗ. Ủa chạy đâu rồi? Ủa chạy đâu ta? Không cứu à? À chạy sang bên này rồi. Mọi người thấy cái bóng ở đằng xa không? Mình nhìn thấy cái bóng ở đằng đấy đấy. Ugh.
đây, dựng nhau dậy. Bé gái nãy chạy đi đâu? Đây. Treo lính thuê rồi te le ra cái máy bên đấy nha. Ui nó xong mất tiêu rồi. Đây làm sao mà chạy được. Hầm giữ map làm sao mà cai được, đến lúc lính thuê gục nè. Ok bên này chết 4 rồi nha. Bên kia thắt 1 thôi. Đỗ xe phải hơi lâu hả? Còn một máy. Thôi bán này mình đi web mát hay là mình giao tiếp hả chị? Đi QM thôi. Ok. Chị đang thích đi Tarot đi. Tarot. Tarot là... Chị làm kinh hả? Không, chị làm Hunter. Ôi dồi, hai coordinator. Thiệt hả hả? À không. Excitement thôi. Những team có 2 stun trở lên thì chắc chắn phải mang excitement, không thì vỡ mặt nha. Rồi xong con team luôn. Bọn em toàn vào trước hay sao chị báo được vị trí? Đúng rồi, máy của em 20 cũ nè. Đấy, máy 20 cũ mà chơi được rồi. Máy 20 cũ có thể chơi game luôn, có thể làm việc luôn. Chắc là đồ hoài cũng làm được. Rồi. Like hay đấy. Nhưng mình chưa hồi phấn khích mọi người ạ. Sang đây mình bị ăn súng chặt luôn này. 12 giây nữa mới có phấn khích. Hé 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 hé. Hé hé hé. Like được súng rồi. Like được súng rồi. Trời ơi buồn cười quá. Lách được súng rồi. Ấy, ủa chém con robot mà còn hụt nữa. Thôi bỏ đi làm người. Xách hẳn ra ghế robot luôn nha mọi người, để con robot nó không giải được máy. Nhưng mà mình lời được cái súng là mình sướng rồi. Rồi ai đi cứu? Mình không chắc con robot là hơi thiệt. Rồi, double down. Vẫn nhìn được dấu của coordinator. Coordinator còn không còn súng nữa. Chắc chắn là không cai được á. Nhưng mà vẫn còn robot. Mình vẫn tiếp tục xách về cái ghế robot nha. Ủa, vừa tay nó sốc kìa. Mày tin được không?
Rồi, đằng nào mất robot thôi. Ai, không sai kịp rồi. Chị ơi, cái con Hunter này đứa nào lên ghế trước là đứa nào gục là đứa lên ghế. Nên là ba đứa hay phiên nhau lên ghế. Lại double down. Không có 6 giờ. Không có 6 giờ thì không ấy được. Không chạy được. Bên kia mới hiu nhau xong. Mình nhìn thấy nha. À! Ơ kìa. Hitbox kỳ dị thật. Thả chó xong chết. Máy thì không rải được. Ờ, không vào cửa à? À, mình đổi tên le về hồn kia. Tham một tí. Ây da, tức nha. Thành ra là có người khác cứu. Rồi hai người ở đây rồi, ai cứu? Duke này. Duke hơi sâu. Ok.